Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Sơn đã tổ chức cuộc thi gia đình 503 sạch kiểu mẫu. Các tiêu chí của cuộc thi gia đình 503 sạch kiểu mẫu với các nội dung tiêu chí rõ ràng về nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, công trình chăn nuôi, công trình phụ trợ, vườn hộ đã được triển khai tuyên truyền tới toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn xã cùng tham gia thực hiện. Đã có 100 gia đình thuộc các tổ chức hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi. Ban tổ chức đã chọn ra 50 hộ gia đình tiêu biểu, đây cũng chính là những hạt nhân nòng cốt sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác cùng thực hiện. Trong thời gian tới, xã Bình Sơn sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp chỉ đạo, đồng thời tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình hội viên và các hộ dân trong xóm cùng thực hiện mô hình 503 sạch kiểu mẫu. Không chỉ đẹp về hình thức mà còn đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao từ các mô hình phát triển kinh tế. Từ đó góp phần đưa phong trào được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn xã, góp phần tích cực vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương để phấn đấu xây dựng xã Bình Sơn trở thành xã nông thôn mới nâng cao như nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các hộ gia đình đạt thành tích trong cuộc thi Gia đình 503 sạch kiểu mẫu năm 2023. Cũng nhân dịp này, xã Bình Sơn tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua hoạt động giao lưu là cơ hội để các xóm trên địa bàn xã Bình Sơn thể hiện năng khiếu văn nghệ, đồng thời là dịp để các xóm được giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các xóm trên địa bàn toàn xã.